vị, trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy hàng tuần và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình với sự tài trợ của ngân hàng Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản. Ngay bây giờ Quỳnh Linh và Ngọc Lan xin mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Bà nó giận suốt, một lần giận là phải chặn là 1-2 tháng, 6 năm chứ tính ra chắc quen được 3 năm, còn lại là thời gian chặn hết à. Mình còn nhớ gì về bóng hình ấy không? Cũng còn chút đỉnh thôi à. Cũng còn chút đỉnh thôi à. Còn chút đỉnh nha. Ê, còn nhớ chút đỉnh là lên đây không được nha. Khi mà cái người đó mà họ quen mình mà họ ra đi á, thì mình nghĩ là kiểu như là hết duyên thôi. Tại vì em cũng là một cái người suy nghĩ lạc quan á, em suy nghĩ tích cực. Mình còn rất rất là nhiều những cái việc mình còn phải làm phía trước hơn nữa, hơn là cái việc mình ngồi đau buồn vì một cái người đàn ông mà khi họ đến mình họ còn rời đi. Hay quá. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Thôi, ngồi đi em trai. Chúng ta hãy nghe phần giới thiệu của nhà gái trước nha. Xin chào MC Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào quý vị khán giả đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay và xin chào nhà trai. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Viễn, em sinh năm 1992. Em đến từ Bình Thuận, hiện tại thì em đang làm việc tại Biên Hòa nhưng mà em sinh sống tại Thủ Đức. Và công việc hiện tại của em đó là nhân viên thiết kế thời trang và bên cạnh đó thì em cũng có tập tành kinh doanh online. Mời nhà trai. Dạ, em xin chào quý vị khán giả, chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn gái bên kia. Em tên Đồng, có năm nay 30 tuổi, em làm nghề xây dựng. Nghề xây dựng là tức là em làm kỹ sư xây dựng hay là thiết kế hay là làm thầu xây dựng hay làm gì cụ thể á? Dạ làm hết luôn ạ. Làm hết luôn hả? Dạ. Là cái gì cũng làm được hết? Dạ đúng. Tức là em học trường gì ra? Dạ em học trường Bách Khoa. Bách Khoa ra. À rồi kỹ sư xây dựng đó. Dạ. Hiện nay mình làm cho công ty nào hay là công ty của mình? Dạ hiện tại thì em cũng có mở công ty nhỏ nhỏ để tự làm đó chú. À. Dạ. Mở công ty riêng mình luôn ha. Dạ dạ dạ. Rồi ưu điểm khuyết điểm của Đồng là gì? Dạ ưu điểm của em là có chí chịu khó, chịu cực chịu khổ thì tốt lắm. Mà nhược điểm là công việc hay là trong tình cảm thì em cũng hơi vội vàng. Hơi vội vàng. Dạ. Lý lịch trích ngang của Đồng bên đây là vậy đó. Mời nhà gái. Ưu điểm của mình là gì cưng? Dạ ưu điểm của em đó là em là người vui vẻ, hòa đồng. Em khá là tự lập á, với lại là em thích sự gọn gàng sạch sẽ. Còn cái nhược điểm của em á là em nấu ăn không được ngon, với lại em có một cái tính đó là hay quên á. Bên cạnh đó thì em có một cái nhược điểm á là em ít khi nào mà em tâm sự với lại mở lòng tâm sự với những cái câu chuyện cá nhân của mình á, dù vui hay là buồn em cũng đa số là em để trong lòng ạ. Thôi cái đó khi nào mà sau này mình có bạn trai á, cái người bạn nhiều khi đó, nhiều khi cái người bên kia sẽ là cái người mà để cho em mở lòng ra nhiều hơn thì sao? Thật ra bên nhà gái rất là gọi là lanh, tự tin nha, lạc quan luôn á. Dạ, bên nhà trai hơi hiền, nhút nhát chút xíu nhưng mà cũng rất là bản lĩnh luôn. Em trai, mình có mấy mối tình rồi? Dạ cũng có 1-2 mối tình rồi ạ. Một hay là hai? Hay là 1.5? Dạ một mối tình là được 6 năm ạ. Còn có một cái tình khác nữa là nó học sinh thôi là cái đó. À học dạ. Sinh rồi. Dạ. Cái 6 năm đó là yêu sâu đậm rồi đó. Nhưng lý do tại sao mình chia tay? Do bà nó giận suốt. Một lần giận là phải chặn là 1-2 tháng, 6 năm chứ tính ra chắc quen được 3 năm, còn lại là thời gian chặn hết à. Cô nào mà giận dữ vậy trời? Dạ. Vậy thì dạ. Giận riết rồi thôi giận luôn hả? Dạ, hay là giận, tự em rút lui? Giận giận luôn đó, em đợi có trả lời nữa không thì cũng cả năm nay rồi không có thấy nói gì nữa. Trời đất ơi. Dạ. Rồi chia tay lâu chưa? Dạ cũng cả năm nay rồi. Năm nay rồi hả? Mình còn nhớ gì về bóng hình ấy không? Dạ, cũng còn chút đỉnh thôi à. Còn chút đỉnh nha. Ê, còn nhớ chút đỉnh là lên đây không được nha. Để tôi qua tôi ngó. Nghe chút đỉnh là nhà gái qua liền đó. Dạ, dạ chào bạn. Mình còn nhớ chút đỉnh là sao? Có còn dấn dương không? Dạ không ạ. À. Giống như phép chia đó chị, chia hoài để nó dần về không chứ không bằng không được á. Bây giờ thí dụ người ta kêu ta có ý người ta quay lại là sao? Dạ không, không đâu ạ. À. Dạ. Không đâu ạ à, là sao? Là tức là biết chắc là người ta sẽ không bao giờ quay lại hay là người ta quay lại mình vẫn từ chối? Dạ nếu mà đã không nói chuyện một năm rồi thì có quay lại thì em cũng... Dạ. Có quay lại thì em cũng vẫn không đồng ý đúng không? Rồi tức ok. Tức là chỉ nhớ về một chút cái kỷ niệm ngày xưa thôi.
phải rõ ràng vậy thì tôi mới chịu, tôi mới gả gái qua cho chứ. Mình gặp người lớn hay gặp bạn gái mình đừng nói là mình còn nhớ người xưa nha. Đúng rồi, nhạy cảm lắm đó. Mà cái cô này lại là cái người không có chia sẻ về những cái tâm tư tình cảm của mình nữa, thì cô sẽ ôm cái nỗi buồn đó trong bụng hoài đó. Dạ, dạ. Nhớ nha. Dạ. Rồi bây giờ mình sắp tới mình có người yêu mà mình mong muốn người yêu mình như thế nào nè? Dạ, người yêu hiền, biết chăm lo gia đình, nhìn có duyên. Có duyên. Cô này có duyên lắm, dễ thương lắm. Lanh lẹ, người nhỏ nhưng mà cái gì nó cũng kiểu như nhỏ cho nên là cái gì nó cảm giác nó dễ hoạt động, dễ sinh hoạt nhanh. Cái gì cũng nhỏ là sao? Cái người á, mắt, mũi, miệng, cái gì cũng nhỏ. À vậy dạ. Nghe chứ tôi tò mò ta. À, để coi có gì nhỏ gì cũng nhỏ chút. Nhỏ ha. Nhỏ xinh xinh. Để qua tôi kiểm tra nhà gái coi sao nha. À, chào cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương. Cảm ơn ha. Nãy giờ nghe bạn trai bên kia có mối tình 6 năm rồi, có ý kiến gì không? Có sợ là quay trở lại với mối tình đó không? Ờ, dạ, anh là đối với cá nhân em á, ví dụ như khi mà cái người đó mà họ quen mình mà họ ra đi á, thì mình nghĩ là kiểu như là hết duyên thôi. Tại vì em cũng là một người suy nghĩ lạc quan á, em suy nghĩ tích cực. Thì cái chuyện gì đến thì nó sẽ đến. Ví dụ như mình cũng không thể nào mà mình buồn vì một cái người đàn ông mà họ đến với mình mà họ rời đi được. Cứ suy nghĩ lạc quan tích cực hơn. Tại vì mình nghĩ rằng là mình còn rất là nhiều những cái việc mình còn phải làm phía trước hơn nữa, hơn là cái việc mình ngồi đau buồn vì một cái người đàn ông mà khi họ đến mình họ rời đi. Hay quá. Chị chứ em đã trải qua mấy mối tình rồi? À, dạ em đã trải qua 3 mối tình ạ. 3 mối thì nó kinh nghiệm nhỏ ha. Mà yêu dữ. Hồi nhỏ mà yêu quá ha. Mối dài nhất là mấy năm? À, mối dài nhất của em đó là gần 4 năm ạ. Ồ. Như tại sao lại chia tay? Thì kiểu như là tụi em cũng quen nhau một cái thời gian á, thì xảy ra nhiều cái xung đột và tụi em cãi nhau nhiều á. Và cái thời điểm đó thì bạn cũng có người mới. Chính vì vậy mà tụi em quyết định là dừng lại để cho cả hai tìm một cái đối tượng phù hợp hơn. Dạ. Chính ra cô gái bên đây lạc quan hơn, gọi là trải nghiệm nhiều hơn, mạnh mẽ quyết đoán hơn chàng trai bên kia nữa đó. Đúng ha. Mình mong muốn một người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Em thích cái người mà người đàn ông mà người ta có cái trái tim chân hậu á, với lại em thích là cái người đó họ cũng yêu động vật giống như em. Tại vì em là cái người mà em thích chó với mèo, em thích dữ lắm. Cho nên là em cũng mong muốn họ cũng cái sở thích giống như mình luôn. Dạ, em thích cái người bạn trai họ có cái sự tôn trọng cũng như là cái sự tử tế trong tình yêu á, và có cái tinh thần trách nhiệm trong công việc cũng như là cái cuộc sống luôn. Bên cạnh đó thì em cũng hy vọng rằng là cái người bạn trai của mình á, người ta sẽ cùng với mình chia sẻ những cái công việc trong cuộc sống như là công việc nhà chẳng hạn, hoặc là chia sẻ những cái buồn vui trong cuộc sống. Rồi, nhà trai đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Có nhà nuôi chó mèo nào không? Dạ, em thì khoái chó mèo lắm nhưng mà em lên đây thì không có nuôi ạ. Dạ, có yêu chó mèo. Em ơi, yêu động vật lắm. Rồi bây giờ chúng ta hỏi người thân thôi. Đúng rồi, chứ... mình gặp người thân đi. Dạ. Em gái đi với ai cưng? Dạ em đi với lại em gái của em ạ. Dạ xin chào chú Huyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Em là Vi, em gái của chị Viễn. Hồi nãy giờ theo em quan sát thì em cảm thấy anh này cũng có khá là nhiều điểm tương đồng với chị của em ạ. Em hy vọng là hai người đã gặp nhau ở đây thì em mong là anh chị sẽ cho nhau cơ hội để có thể tìm hiểu nhau hơn. Nếu mà mình hợp thì mình có thể đi đường xa hơn, còn nếu không thì mình có thể làm bạn bè trong công việc cũng được ạ. Rồi, cảm ơn em gái. Dạ em đi với em trượt ạ. Xin chào chú Huyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Em là tên Đông, em có đồ có đồng. Thì em nãy giờ em cũng thấy thì chắc thấy chị bên này cũng có nét, thì cũng nhiều điểm tương đồng. Hay em thấy thì chắc nhà chị cũng thể hợp nhau. À, hợp nhau hả? Thôi bây giờ mình cho họ gặp nhau, biết đâu sẽ có hỗ trợ hai bên để chúng ta cùng tiến tới một hạnh phúc. Mở rào. Dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ em cũng có món quà dành cho anh đó ạ. Dạ em cũng có món quà dành cho anh. Cảm ơn. Dạ. Em nhìn chàng trai này thấy sao? Dạ em cao ráo đúng với tiêu chuẩn của mình không? Dạ đúng ạ, thấy ảnh cao ráo ạ. Dạ. Còn em trai nhìn em gái coi thấy sao? Dạ bạn gái thì dễ thương mi nhon. Rồi bây giờ mình về vị trí đi. Cho em hỏi là cái người mẫu lý tưởng của anh á, mà anh cảm nhận là như thế nào? Có giống em không? À giống em. Ví dụ như mà anh có bạn gái thì anh sẽ có một cái mục tiêu gì trong cái tương lai sắp đến, và khi anh kết hôn thì cái mục tiêu của anh tiếp theo nó là như thế nào? Nói chung là anh có chí lắm, mục tiêu của anh cũng nhiều. Thì trước mắt là anh có mỗi công ty là thực hiện mục tiêu nhỏ trước. Dạ. Sau hơn nữa là anh muốn là về quê anh ở Kiên Giang á. Thì không biết là như em thì có về làm dâu được không? Có nghĩa là ví dụ như mà khi mà anh lập gia đình và anh kết hôn á, thì anh mong muốn là cái người
tương lai của anh là sẽ về quê đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Thì thật ra cái vấn đề làm dâu thì nó sẽ phụ thuộc vào nhiều cái vấn đề lắm anh. Tại vì nhiều khi nó liên quan tới, ví dụ như về quê thì phải liên quan tới công việc và tất cả mọi thứ. Rồi anh có đảm bảo là khi em về quê thì anh có thể lo cho em được một cuộc sống nó gọi là ổn định không? Em không cần phải giàu có, em chỉ cần cuộc sống nó ổn định thôi. Tại vì cái ngành của em á, khi mà về quê thì nó rất là khó làm. Dạ. Em có sợ khổ không? Khổ thì em không sợ khổ, nhưng mà em mong muốn là cái người mà họ đồng hành với mình á, họ sẽ mang lại cho mình cái cảm giác gọi là mình khổ nhưng mà mình sống không có khổ. Có nghĩa là cái tâm của mình á, nó vui vẻ, lạc quan. Thì anh có làm được cái điều đó không? Được em. Dạ. Chắc chắn được. Được là được nha, chứ không phải lên sóng truyền hình kìa. Dạ được nha. Hay đó. Tức là mình sống có thể khổ nhưng mà cái tâm mình đừng để tâm mình khổ là được. Dạ. Bây giờ hẹn hò thế nào các bạn? Ví dụ như anh bình thường đi làm á, anh làm anh có hay tăng ca không? À quên, anh là chủ mà hả? À quên, anh là chủ mà hả? Cũng dạ. Tự làm đêm nhiều lắm em. À, làm chắc cũng phải gấp đôi người đi làm công ty á. À. Anh có thời gian rảnh rỗi không? Có chứ. Dạ. Sắp xếp được hết. Cuối tuần là anh rảnh đúng không hay là sao ạ? Nếu mà hẹn trước thì mình sắp xếp một ngày hai ngày gì đó thì sắp xếp được hết à, không có ràng buộc gì. Với lại anh thì cũng biết nhậu. Nhậu nhiều không anh? Nhậu được nhiều nhưng mà không có đi nhậu nhiều lần. Quan trọng là nhậu vô là mình xỉn rồi mình có quậy không? À không luôn, cái đó không quậy. Xỉn thì là ngủ nhậu thôi. Vô là đi ngủ đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, vậy thì khỏe. À, với lại không có quản lý chặt quá đó em. À có nghĩa là vợ mình không nên quản lý mình chặt quá hả? Đúng rồi, thì mình tự giác thì nó hay hơn, quản lý quá nhiều quá cũng khó chịu. Khi mà tự giác á, thì nó phải nằm trong một cái khuôn khổ anh ạ. Ví dụ như mà em có quản lý thì em cũng nói chung là tính em cũng thoải mái, em không có gò bó gì nhiều đâu, cho nên là anh cũng yên tâm. Thật ra bạn ấy đã là giám đốc công ty, tức là bạn ấy rất là có trách nhiệm, là em yên tâm về bản lĩnh cầu này có đó ha. Anh nghĩ rằng hai bạn sẽ hỗ trợ nhau rất là đúng nhiều. Đúng rồi, thấy là hai bạn này vẫn còn có điều gì đó nó hơi ngần ngại. Cho nên chắc có lẽ là hai bạn cần phải đúng rồi tiếp xúc với nhau gần hơn một chút, chạm tay nhau để xem coi là ví dụ chúng ta cần có luồng điện đó nào chạy qua người không. Nắm tay bạn gái và nói tất cả những cái gì mình mong muốn đi. Thì bình thường ví dụ như trong cuộc sống thì anh mong muốn cái gì ở cái bạn gái của mình đó? Thì mong muốn bạn gái là sâu sắc chút, biết chăm lo gia đình nữa đó. Còn em thì em nghĩ là khi mà ví dụ như mà hai đứa mà có cái bất đồng, có cái cãi nhau thì em hy vọng rằng là khi nào mà hai đứa đủ bình tĩnh trở lại thì mình nên ngồi lại và giải quyết cái vấn đề đó luôn, chứ không nên để trong lòng hoặc là để nhiều ngày á. Tại vì em thích là ví dụ như vấn đề gì đó là giải quyết nó xong luôn để mình không phải vướng bận gì nữa cả. Qua lúc giận đi rồi nói, chứ lúc giận càng nói thì càng dạ gì giống mắt tay đối tác vậy, nắm tay hơn rồi hai cái tay rồi nhìn nhau hát một câu nào đó. Tại vì em hát cũng không hay lắm á, cho nên là hy vọng là anh nghe được. Xin lỗi cơn mưa vừa qua, xin lỗi nỗi đau còn vương lại, xin lỗi nỗi vui còn vương lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này. Em quên, em nhớ lúc đó mà. Tại thực sự em chuẩn bị hát cũng dài lắm, em quên. Rồi, ok, trở về ghế đi các bạn. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại con tim của mình một lần cuối, xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Đặt tay vào nút bấm đi các bạn. Quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Trời ơi, bạn trai rất là quyết liệt, bấm ngay từ giây phút đầu luôn. Bây giờ chính thức các bạn đang hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào. Đó, cố gắng chăm sóc mối tình này nha. Dạ. Hãy giữ lấy, nắm chặt tay cô ấy, đừng buông ra. Hy vọng là trong năm nay thì sẽ nhận được tin vui từ hai bạn. Rồi, đây là những món quà mà chúng ta sẽ nhận được từ chương trình. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản.
Toshiba gửi tặng mỗi bạn một bếp từ IC20S2, mặt kính hơi gần đứt, cao cấp, có khả năng chịu lực 150kg và chịu nhiệt đến 600 độ. Điều khiển cảm ứng trực tiếp, mâm nhiệt kép, tăng hiệu quả làm nóng lên gấp đôi. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói premium của ứng dụng hẹn hò Sweet Couple, một ứng dụng với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Hãy đưa đi những cái nơi nào các bạn có thể thích và hãy nói nhau những lời yêu thương nhất. Chúc các bạn hạnh phúc. Nó có hơi chênh lệch chút xíu. Chênh lệch về ngoại hình thôi. Nhưng mà thật sự ra hai bạn này mà ôm nhau thì sẽ có một cái hình ảnh rất là lãng mạn. Bởi vì bạn gái sẽ rất là nhỏ xíu ở bên cạnh bạn trai. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Chúng ta hãy mau đến với cặp đôi thứ hai nào. Xin mời. Em có trải qua một cuộc hôn nhân rồi. Cái nguyên nhân là hai người là không hòa hợp được, rồi là hay mâu thuẫn. Em có cháu nào chưa? Em có một bé hơn 4 tuổi ạ. Bên đây tình duyên thì chưa có lỡ chứng đò nào hết. Chưa yêu ai hết à? Dạ chưa. Em gái ơi, em nghĩ thế nào vì bên đây thì... Có ngại không? Không, không ngại mới lên đó. Dạ hả? Em thấy sao? Em đâu có thấy mặt đâu mà thấy sao. Em chưa thấy mặt làm sao biết làm sao. Mời nhà trai. Này, ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Chào chị. Mời em trai giới thiệu về mình. Lần đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới ban biên tập chương trình, MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan và toàn bộ khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Trần Đức Trung, em sinh năm 1987. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Bà Rịa Vũng Tàu, quê em ở Nam Định. Hiện tại em đang làm quản lý bảo trì cho một công ty thép. Mời nhà gái. Kính chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Diệp, năm nay là được 34 tuổi, hiện con đang công tác tại hệ thống trường Việt Mỹ. Em đang làm ở Tân Bình. Dạ đúng rồi. Mình làm công việc gì ở đó? Em giáo viên. Dạ đúng rồi. Dạ. Ở người Vũng Tàu thì khoảng cách thật ra nó cũng không xa lắm ha. Hy vọng rằng nếu mà có đủ duyên thì chúng ta sẽ đi Vũng Tàu chơi du lịch, rồi từ đó không biết đâu mà ở Vũng Tàu luôn ha em gái hả? Dạ. Ưu điểm của mình là gì Trung? Ưu điểm của em là hòa đồng, biết quan tâm, chia sẻ, có chí tiến thủ trong cuộc sống. Còn cái điểm yếu của em là hơi nóng tính và hơi vội vàng, nhưng mà cũng biết kiềm chế bản thân để khắc phục cái để hoàn thiện bản thân. Ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em thì dễ thương, thấu hiểu tâm lý của người khác, gọn gàng, tự lập, nấu ăn thì cũng rất là ngon. Quá trời ưu điểm luôn nha. Còn khuyết điểm của mình? Điểm của em là đôi lúc em dọn dẹp nhà cửa thì quá sạch. Quá sạch. Dọn dẹp quá sạch. Vậy là hơi kỹ tính đó. Thôi, đường tình duyên mình sao Trung? Em có trải qua một cuộc hôn nhân rồi. Cái nguyên nhân là hai người là không hòa hợp được, rồi là hay mâu thuẫn. Cách đây cũng khoảng gần 2 năm ạ. Em có cháu nào chưa? Em có một bé hơn 4 tuổi ạ. Trai hay gái? Bé trai anh. Bé trai đang ở với mẹ, em ở trung cấp ạ. Ở cách xa em không? Ở cách xa em cũng khoảng 60 cây ạ. Bên đây tình duyên của mình sao nè? Bên đây tình duyên thì chưa có lỡ chuyến đò nào hết. Chưa chuyến đò nào luôn? Dạ. Chưa yêu ai hết à? Dạ chưa. Vậy thì em gái ơi, em nghĩ thế nào vì bên đây thì... Có ngại không? Không, không ngại mới lên đó. Dạ hả? Em thấy sao? Em đâu có thấy mặt đâu mà thấy sao. Em chưa thấy mặt sao biết làm sao. Rồi, một chút thấy mặt là sẽ biết ha. Cô gái này có nói với em là không có ngại về vấn đề đó. Thì cũng nhờ chị Ngọc Lan giúp, tại vì là em cũng mong muốn qua những cái gì mà em đã từng trải qua thì em cũng đã rút được kinh nghiệm, có những cái bài học trong cuộc sống về gia đình, về bản thân, có thể là san sẻ chia sẻ cho cái người phụ nữ tiếp theo của mình. Có những cái thời điểm mà công việc của em nó chưa được ổn lắm thì cái thời gian em đi làm thì rất là nhiều, cái thời gian chăm lo gia đình thì cũng chỉ có khoảng một chốc lát thôi, nên là cũng hơi bị lơ là, cũng rất nhiều lần sửa sai, cũng đóng góp, nhưng mà cũng không thể tiếp tục, tại vì là cũng hai người cũng có những cái quan điểm nó sống nó hơi khác nhau một tí, nên là rất nhiều lần em sửa sai. Vâng. Nhưng em sửa có hết chưa? Theo quan điểm của em thì cũng chưa thể hết được. À đó. Vâng. Quan trọng mình biết sửa sai và phải sửa cho hết. Vâng. Rồi. Vậy thì em có cái mong muốn gì ở cái người phụ nữ sắp tới mà em tìm hiểu? Chân thành, biết chia sẻ, lắng nghe, quan tâm. Nhiều khi là chỉ cần chia sẻ, quan tâm, hoặc là những cái gì mà người đấy là cái tính phải là biết trước biết sau, suy nghĩ cho tương lai, tiến tới một cái mục đích là
happy, tức là hạnh phúc phải lâu dài chứ không phải hạnh phúc ngắn. Em có tự nhìn thấy là bản thân mình sẽ làm được gì cho cái người phụ nữ đó không? Mình cố gắng mình đi làm, mình cố gắng mình xây dựng cái hạnh phúc từ những cái điều nhỏ nhoi nhất. Thì cả ba mẹ em cũng khuyên là thì đến cái tuổi thì mình cũng phải lập gia đình và mình phải có trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với cuộc sống, trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với con cái. Đến qua nhà gái coi sao. Nhà gái dễ cưng lắm. Dễ cưng ha. Cưng lắm. Nãy giờ nghe nói bên kia vậy thì cảm giác anh ấy là người thế nào? Dạ thưa chú, là con thấy mình là con người thì ai cũng sẽ có mắc phải những cái lỗi. Mình sống là mình sống cho hiện tại với lại là tương lai. Cho nên là đôi lúc là đừng có nghĩ nhiều về quá khứ á. Rồi, một cô gái cởi mở ha. Bây giờ mình muốn một người chồng tương lai của mình như thế nào? Chỉ mong làm tôn trọng, nói chung là tôn trọng nhà con. Tự nhiên rung quá, từ từ rung quá không biết nói gì vậy hả? Chưa có đặt một cái mục tiêu gì hết. Thôi giờ nói lại. Rồi. Nãy suy nghĩ nhiều lắm. Suy nghĩ nhiều lắm nhưng cuối cùng nói không ra điều nào hết trơn á. Cái người mà con sẽ chọn là một người của gia đình, biết chia sẻ, nói chung là hai người có cái gì cũng chia sẻ với nhau. Đó, nãy anh kia cũng muốn chia sẻ đó. Đi đâu cũng đi cùng nhau và làm gì cũng làm cùng nhau hết. Chuyện mà ví dụ con cái thì càng đông càng vui, không có sao hết á. Càng đông càng vui, không có sao hết á. Tức nghĩa là con của anh thì cũng như con của em. Rồi, tức là nếu mà anh đón con về ở chung thì em vẫn ok, bình thường, vẫn thương. Quan điểm rõ ràng vậy thôi. Thôi, được rồi. Anh ta mắc cỡ. Chưa có mối tình nào luôn á hả? Trời đất ơi. Sao không? Tại vì đi dạy á, dạy mấy bạn nhỏ vậy nè. Hồi đó dạy ở trung tâm thì có một bạn cũng dễ thương lắm. Cô ơi, hay để con làm ai cho cô. Như vậy chứng tỏ là cô giáo này là rất là được học trò với là phụ huynh thương và quan tâm nè. Thì hôm nay đi với ai nè? Dạ, đi với bạn. Xin chào chú Huyền Linh và chị Ngọc Lan. Thì hôm nay tới đây thì em thấy là nhà bạn trai thì khá là phù hợp với lại chị của em. Thì thứ nhất là chị của em có cái ưu điểm là nấu ăn rất là ngon. Thứ hai nữa là chị của em rất hiểu tâm lý của đối phương. Thì thứ ba nữa là chị cũng rất là yêu trẻ con, tại vì là giáo viên nữa. Em thấy là cả hai người cũng khá là phù hợp và rất là đẹp đôi. Rồi, cảm ơn em trai. Mình đi với ai? Em đi với một người bạn. Em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Dạ, hôm nay thì em rất vui được đến với chương trình. Cảm nhận của em ban đầu thì em thấy chị rất là nhân hậu, để em rất là bao dung khi nghe về hoàn cảnh của anh Trung. Thì em rất mong là chị sẽ tạo cơ hội cho mình, cho anh Trung, cả hai sẽ cùng nhau tìm hiểu để tiến tới được một hạnh phúc. Trước mắt thì mình có thể hẹn hò, gặp gỡ, làm quen. Cảm ơn nhà gái, nhà trai nha. Ông Mai, bà mối cũng ủng hộ rất là nhiệt tình luôn. Mở rào. Bình tĩnh nào. Chuyện bây giờ còn lại là của hai người đó. Bắt đầu đi Trung. Anh chào em. Rồi, bước qua, mình bước qua nào. Hôm nay anh có món quà, con voi. Dạ, rất là cảm ơn anh, rất là dễ thích. Thương. Cái con này thì nó mang cái sức mạnh, tức là ý là em cũng muốn là lúc nào cũng khỏe mạnh. Dạ. Đây là quyển sách em gửi tặng anh, mọi chuyện đều tùy duyên. Dạ, okay. Thì mình gặp nhau ở sách. Đây cũng là cái duyên rồi, cho nên là cứ cho nhau một cơ hội. Dạ, ok. Dạ, cảm ơn. Qua cái cách nói chuyện của anh ấy thì em thấy anh là người như thế nào? Em thấy anh rất là chững chạc. Em dạy lâu chưa? Em công tác lâu chưa? Cũng lâu rồi. Cũng lâu rồi. Tức là mình có kinh nghiệm về dạy trẻ con rồi. Dạy con, dạy người lớn luôn ạ. Dạy người lớn luôn ạ. Ok. Anh gặp được em. Nó cũng là một cái duyên. Thì mình cố gắng đi. Cố gắng có cái khoảng cách, có cái địa lý hoặc là có cái này cái kia thì mình sẽ thu hẹp trong tương lai. Nếu mà về cái hôn nhân ấy, thì thời gian của em ấy thì khoảng bao lâu thì có thể kết hôn? Nếu anh thấy đủ thì là đủ. Nếu anh thấy là thật sự là hai người họ cần nhau trong cuộc sống để làm cho nhau tốt hơn, để quan tâm, để lo lắng cho nhau thì nó là đủ. Nếu mà có làm dâu thì em có muốn làm dâu không? Không có gì hả? Tức là không có cái rào cản gì bất kỳ trong cái cuộc sống gia đình hôn nhân đúng không? Mẹ là mẹ của Trung. Mẹ của Trung rồi, ok. Thì anh cũng thấy là em cũng là một người cũng gia đình, tức là cũng thế nên quan điểm của anh ấy thì mọi người đều mong muốn, tức là các cô gái hiện tại bây giờ thì không muốn sống chung với gia đình, tức là cũng muốn riêng để cho thoải mái. Anh thấy là cuộc sống ở đâu tốt thì mình sống, gần nhà ba mẹ thì càng tốt, hoặc là ở với ba mẹ thì tất nhiên là anh cũng nói là anh là con trưởng, anh có một cô em gái nữa.
bây giờ mình vẫn phát triển sự nghiệp bình thường. Khi ba mẹ ốm, ba mẹ già yếu hoặc là trong tương lai gần thì mình có về mình phụng dưỡng ba mẹ để chăm lo cho cuộc sống gia đình. À, nhưng mà giờ lấy vợ về, em muốn vợ về ở đâu? Bây giờ ở đây thì em cũng có một số vốn, cũng tích góp được. Nếu mà muốn có nhà ở đây thì hai người cùng nhau. Khoảng bao lâu thì em có thể mua đất ở Vũng Tàu được? Em cũng có dự tính là khoảng 6 tháng đến 1 năm. Hoặc là có gia đình hậu thuẫn thêm nữa. Rồi, vâng. Là khoảng 6 tháng đến 1 năm mua được nhà đất ở Vũng Tàu. Vâng. Rồi Vũng Tàu cũng là một nơi phát huy công việc của bạn ấy, cũng phát huy việc của em luôn. Vũng Tàu giờ đất cũng mắc nữa đó. Đúng rồi. Dạ, có biển nữa. Mắc lắm đó. Muốn xin liền không, nói đi. Thì nói chung là khi mà tiến tới hôn nhân ấy thì ai cũng muốn một hoặc hai bé. Được không? Dạ được. Về đẻ liền hai đứa đó chịu không? Dạ được. Đó. Cô gái này đâu có sợ trẻ con đâu, còn thích trẻ con đó mà. Mê nít chết. Đúng rồi. Thôi bây giờ tiến lên, nắm tay, tỏ tình luôn. Đó, muốn sao nói với cổ luôn đi. Thông qua chương trình, anh và em là có cái thân, có được chương trình xe duyên thì cũng là một cái may mắn. Thôi thì cô cố gắng để có có cái phận với nhau. Dạ. Yeah. Hát tặng cô ấy một bài luôn. Cái bài Tình Yêu Diệu Kỳ thì em sẽ hát một đoạn. Nhìn cổ hát luôn kìa. Dạ. Nắm tay chặt vô. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tiếng yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về anh. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau dù cho bao đôi thay. Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm, vang tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Rồi, xin hết ạ. Thằng gái hát lại đi. One little finger, tap, 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 put it on your... Dễ thương quá à. Dễ thương đó. Rồi. Thôi, về vị trí đi em trai. Các bạn hãy suy nghĩ về những cái giây phút vừa rồi, xem coi là chúng ta có thật sự hòa hợp với nhau hay không. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Chàng trai rất là quyết liệt nha, bấm rất liền luôn á. Cô gái của chúng tôi đã bấm đúng từ rồi. Rất sớm à. Các ế thành công. Được rồi đó. Ừ. Hợp lý, rất là hợp lý luôn. Cô gái có duyên lắm á. Cô này về chắc cười dữ lắm, mắc cười lắm á. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba gửi tặng mỗi bạn một bếp từ IC20S2, mặt kính hay gần đứt, cao cấp, có khả năng chịu lực 150kg và chịu nhiệt đến 600 độ. Điều khiển cảm ứng trực tiếp, mâm nhiệt kép, tăng hiệu quả làm nóng lên gấp đôi. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói premium của ứng dụng hẹn hò Sweet Couple, một ứng dụng với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Rồi, chúc các em hạnh phúc nha. Vâng, vâng, em cảm ơn. Thật là tuyệt vời, thật là hạnh phúc khi mà chúng tôi nhìn thấy những cái nút bấm đó, họ đã đồng ý hẹn hò quý vị. Hy vọng rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với họ ha. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Và quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì Quyền Linh, Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào chương trình, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Viễn, em sinh năm 1992, em đến từ Bình Thuận và hiện tại em đang sinh sống tại Thủ Đức.
và làm việc tại Biên Hòa. Đầu tiên khi mà em nhận được cuộc gọi của chương trình đó, em cảm thấy rất là bất ngờ, tại vì là em nghĩ là chắc là mình có duyên với chương trình đó. Dạ, em cảm thấy rất là vui ạ. Gia đình mình cũng biết là mình tham gia chương trình, tại vì ba mẹ cũng hối thúc mình tham gia chương trình này lâu lắm rồi, nhưng mà bây giờ mình có cơ hội để mình tham gia. Mình mong muốn là cái người đó, người ta có cái trái tim nhân hậu, với lại biết yêu thương động vật. Bên cạnh đó thì mình thích cái người đàn ông mà họ có cái sự tử tế cũng như là cái sự tôn trọng trong tình yêu á. Ưu điểm của em là có chí chịu khó, chịu cực chịu khổ thì tốt lắm. Mà nhược điểm là công việc hay là trong tình cảm thì em cũng hơi vội vàng. Em tên Trần Văn Đồng, năm nay là 30 tuổi, làm nghề xây dựng. Mình muốn chương trình ghép đôi mình với một bạn nữ là hiền, nhỏ nhắn, dễ thương, biết chăm lo cho gia đình. Dạ, ưu điểm của em đó là em là người vui vẻ, hòa đồng. Em khá là tự lập á, với lại là em thích sự gọn gàng, sạch sẽ. Còn cái nhược điểm của em á là em nấu ăn không được ngon, với lại em có một cái tính đó là hay quên á. Bên cạnh đó thì em có một cái nhược điểm á là em ít khi nào mà em tâm sự với lại mở lòng tâm sự với những cái câu chuyện cá nhân của mình á, dù vui hay là buồn em cũng đa số là em để trong lòng ạ. Ngày hôm nay mình đến đây thì mình cũng có chuẩn bị một món quà cho bọn nam, đó là một cái cuốn sách, đó là Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim. Với cái thông điệp á là mình nghĩ là trong cái chuyện tình yêu thì dĩ nhiên là đôi khi mình sẽ có cãi vã. Và khi mình cãi vã thì mình mong muốn có một cái người thứ ba để họ giúp mình hiểu nhau hơn. Và mình nghĩ là cái cuốn sách này nó sẽ giúp cho hai tụi mình hiểu nhau nhiều hơn. 2 3 Hết thời gian. Trời ơi, nghĩ là khi mà ví dụ như mà hai đứa mà có cái bất đồng á, có cái cãi nhau á, thì em hy vọng rằng là khi nào mà hai đứa đủ bình tĩnh trở lại á, thì mình nên ngồi lại và giải quyết cái vấn đề đó luôn, chứ không nên để trong lòng hoặc là để nhiều ngày á. Tại vì em thích là ví dụ như vấn đề gì đó là giải quyết nó xong luôn, để mình không phải vướng bận gì nữa cả. Qua lúc giận đi rồi nói, chứ lúc giận càng nói thì càng dạ gì giữa mắt tay đối tác vậy, nắm tay nữa rồi, hai cái tay rồi nè. Cảm xúc của em là em cảm thấy rất là vui, rất là hồi hộp. Tại vì thực sự ra là ngày hôm nay đến đây em cũng chuẩn bị tâm lý là không biết là bạn nam có bấm nút hay không, nhưng mà rất là may mắn là bạn bấm, nên em cảm thấy rất là vui ạ. Em thấy ảnh hiền á, với lại thấy ảnh kiểu như là em thấy ảnh chân thành á. Anh thì cũng biết nhậu. Nhậu nhiều không anh? Nhậu được nhiều nhưng mà không có đi nhậu nhiều lần. Quan trọng là nhậu vô là mình xỉn, rồi mình có quậy không? À không luôn, cái đó không quậy. Là nhậu vô thôi, là đi ngủ đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, vậy thì khỏe. À, với lại không có quản lý chặt quá đó em. À, có nghĩa là vợ mình không nên quản lý mình chặt quá hả? Đúng rồi, thì mình tự giác thì nó hay hơn, quản lý quá nhiều quá cũng khó chịu. Khi mà tự giác á, thì nó phải nằm trong một cái khuôn khổ anh ạ. Ví dụ như mà em có quản lý thì em cũng, nói chung là tính em cũng thoải mái, em không có gò bó gì nhiều đâu. Cho nên là anh cũng yên tâm. Đầu tiên thì em cảm ơn chương trình tạo điều kiện cho em kiếm được một nửa hẹn hò của mình. Em cũng vui. Thì em thích con gái em nhỏ nhỏ con thôi, dễ thương nữa, thì đây bạn gái này có đầy đủ hết. Em thích đi đâu? Đi đâu cũng được. Cuối tuần mình đi đi cái gì cầu ánh sao đi. Hy vọng rằng là các bạn cứ mạnh dạn ạ, mình cứ đăng ký chương trình đi. Tại vì biết đâu được mình sẽ tìm được một cái nửa mà một nửa còn lại mà mình cảm thấy phù hợp với mình. Và điển hình là em, ngày hôm nay em kiếm được một cái nửa rất là phù hợp với em. Nên hy vọng mấy bạn là cũng sẽ được như vậy. Tên tôi là Trần Đức Trung, sinh năm 1987, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay ghi hình thì tôi thấy rất là bồi hồi. Lần đầu tiên được ghi hình thì cũng chưa có cái cảm xúc này như nào, nhưng mà thấy cũng cảm thấy một cái chương trình là thú vị, cũng muốn tham gia. Thì mình mong muốn là nếu mà khi mà tham gia chương trình, trong chương trình và sau chương trình, mình được ghép đôi với bạn nữ thì mình sẽ cố gắng để dung hòa giữa tình cảm và công việc, và mọi thứ nó tốt hơn. Nếu mà để đi đến một cái gọi là cái kết happy. Xin chào chương trình, mình là Bùi Thành Đạt.
Thì mình là bạn của anh Trung. Cho đến nay thì mình quen anh Trung đã 2 năm rồi. Thì mình nhận xét anh Trung là một con người rất là chân thành. Anh ấy hòa đồng, anh ấy giúp đỡ bạn bè rất là hết mình. Một điểm mà anh ấy cần phải sửa đổi đó là anh ấy hơi vội vàng một chút xíu trong công việc. Cũng như trong cuộc sống thì anh ấy hơi vội vàng, thì mọi người xung quanh sẽ hơi khó kịp với cái tốc độ của anh ấy. Với anh Trung thì anh ấy cần một cô gái theo hướng truyền thống. Theo mình nghĩ như vậy, một người vì gia đình có thể làm hậu phương vững chắc để anh ấy chuyên tâm cho công việc, cho việc kinh doanh riêng của anh ấy nữa. Mọi công việc ở bên ngoài xã hội thì anh ấy sẽ lo, anh ấy sẽ gánh vác. Vì cái cô gái ở bên cạnh anh ấy hãy cứ làm một điểm tựa vững chắc về tinh thần, xây dựng một tổ ấm, tạo cho anh ấy một sự yên tâm. Thì anh ấy cũng sẽ đem lại cho bạn nữ ấy một mái ấm rất là vững chắc. Kính chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình tên là Nguyễn Thị Ngọc Diệm, sinh năm 1988. Mình đang ở quận Tân Bình. Hiện tại thì mình công tác tại hệ thống trường Việt Mỹ. Cái người mà mình muốn gặp thì mình cũng không có yêu cầu nhiều, lớn hơn chút xíu, rồi yêu thương trẻ con, tại mình cũng rất là thương trẻ con, yêu thương gia đình mình, rồi tôn trọng mình. Ưu điểm của em là hòa đồng, biết quan tâm, chia sẻ, có chí tiến thủ trong cuộc sống. Còn cái điểm yếu của em là hơi nóng tính và hơi vội vàng, nhưng mà cũng biết kiềm chế bản thân để khắc phục cái để hoàn thiện bản thân. Mọi chuyện tùy duyên. Mình đến đây thì cũng là một cái duyên rồi. Còn ở cái bạn nam thì bạn quyết định như sau thì là một phần tùy ở bạn. Mình rất là thoải mái. Xin chào chương trình, mình là Lợi Phúc. Thì mình đang là sinh viên ở trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Bao lâu nay thì cuối cùng thì chị mình cũng đã tìm được hạnh phúc cho mình. Đối với mình thì một người đàn ông thứ nhất là điềm đạm, thứ hai là chững chạc, và thứ ba là có tình yêu thương với những đứa trẻ. Thì chị của mình cũng là một người giáo viên, cũng là yêu thương với những đứa trẻ. Thì nói chung là cả hai cùng yêu thương những đứa trẻ của mình thì nó như là một cái sự đồng điệu với nhau. Thì đối với mình đó là một cái gu mà phù hợp nhất với chị của mình. Mong là bạn nam cũng sẽ vì cái sự dễ thương đó mà cảm thấy động lòng với chị mình. Mình chuẩn bị qua là một quyển sách mọi sự tùy duyên, thì mình nghĩ là cứ để nó theo tự nhiên thì sẽ tốt hơn. Đây là quyển sách em gửi tặng anh, Mọi chuyện đều tùy duyên. Rồi, okay. Thì mình gặp nhau ở đây cũng là cái duyên rồi, cho nên là cứ cho nhau một cơ hội. 2 3. Thông qua chương trình, mình muốn gửi lời cảm ơn tới ban biên tập chương trình đã ghép đôi lên được với bạn nữ, thì mình cảm thấy là rất là vui. Bạn nữ thấy mình nhìn thấy là cũng khá là hợp so với cái mà mình đã mong muốn tìm kiếm, tức là cái tính cách, cái nụ cười tươi ạ. One little finger, one little finger, tap tap tap, put it on your. Dễ thương quá Mình cảm nhận anh là một người rất là chững chạc so với mình rất là nhiều. Nhưng mà thật ra là mình đôi lúc mình cũng rất là chững chạc. Mình thấy anh cũng dễ thương, chung là cũng phù hợp với mình. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời, sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tiếng yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về anh. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đôi thay. Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm, vang tiếng cười sẽ theo ta từng ngày.